been one of the most popular, most loved singers from Thúy Nga, Paris by Night. Ladies and gentlemen, I give you Nguyễn Hồng Nhung. Thank you. Em xin ngọc hát một tràng pháo tay đầu quý vị. Happy New Year. Đấy. Cái gì đấy? Nào, thưa quý vị, chương trình hoành tráng như thế này, ở trong nữa Nhung cũng xem màn hình ở bên trong, xong rồi thấy quý vị ăn quá trời, vỗ tay quá trời luôn mà chưa bao giờ thấy ở giáo xứ nào mà hoành tráng như thế này. Đây là một năm tổ chức còn lần đấy. Em nói thật, với chương trình kiểu này chẳng khác em đang đứng trên Paris by Night. Quý vị có công nhận không ạ? Đèn hoành tráng này mà em vừa hỏi ban tổ chức ở chương trình này có triệu đô chứ mấy. Cho nên là rất cảm ơn các nhà sponsor thưa quý vị. Và chương trình đây là một cái sự vinh dự cho tất cả những nghệ sĩ đầu năm được hát lên chương trình hoành tráng như thế này thưa quý vị. Và em cũng lựa một cái đầm cũng hoành tráng không kém. Tại vì em nghe đồn á là ở đây mọi người mặc đẹp lắm, cho nên là em làm sao phải chặt đôi cho nó vừa. Nhưng mà thưa quý vị là bây giờ chúng ta sẽ thiếu một tràng pháo tay dành cho ban nhạc đó quý vị, người thổi hồn trong hôm nay. Dạ, và bây giờ sẽ là nhạc phẩm Mùa Xuân, mà chỉ có Mùa Xuân mới được hát mà thôi. Các khúc được có tên Lắng Nghe Mùa Xuân Về. Xin mời ban nhạc. Dạ. Nào sẽ thật em trên phố, người hương nào thấm thân anh trong gió hoa, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa, bay trong mắt mắt mùa xuân đang hé mở, bay trong nụ hoa mùa xuân đang hé mở, bay trong tình yêu đầu tiên thì em cho mọi người dùng đến thêm cho mai đông dương.